Ngày 14 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết hai nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vẫn đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Bé gái MHTN, 11 tuổi, dân tộc Tày, hiện điều trị tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, phải thở máy tiên lượng nặng. Lãnh đạo Trung tâm Nhi khoa cho biết bé ngờ bị viêm phổi, hội chứng vùi lấp, đa chấn thương phức tạp và có cả tình trạng sặc nước. Điều dưỡng thực hiện bơm rửa dạ dày cho bệnh nhi có rất nhiều bùn đất. Theo bác sĩ điều trị, hiện bệnh nhi vẫn rất nặng. Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, tập trung mọi nguồn lực thuốc men tốt nhất, hy vọng là cháu sẽ qua cơn nguy kịch. Trong vụ lũ quét, bốn người trong gia đình bé, gồm bà ngoại, mợ và hai con của cậu đã tử vong. Bố mẹ bệnh nhi làm thợ xây ở Hà Nội, anh trai của bệnh nhi thì đi học nên thoát nạn Ngoài ra, nam bệnh nhân HVV 31 tuổi, người dân tộc Tày, cũng là nạn nhân trong vụ lũ quét thôn làng nổ, tình trạng vẫn rất nặng nề. Hiện bệnh nhân đang phải can thiệp ECMO, tức là tim phổi nhân tạo, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục, phối hợp với lọc máu hấp thụ, kháng sinh phổ rộng tối ưu, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu vân vân. Tại bệnh viện Việt Đức đang điều trị một trường hợp nam bệnh nhân trong vụ lũ quét được chuyển đến vào ngày 11 tháng 9, tiên lượng rất nặng, Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1 phần 3 trên 2 xương cẳng chân trái. Để giữ lại mạng sống cho nam bệnh nhân 29 tuổi, bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, cắt bỏ 1 phần 3 chân trái dập nát, hàng loạt thiết bị máy móc hiện đại được áp dụng để giúp nạn nhân duy trì mạng sống. Ngoài ra, tay trái của bệnh nhân đã có chỉ định phải cắt bỏ, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực, vân vân. Được biết, gia đình người bệnh có 8 người nhưng 7 người đã mất trong vụ sạt lở do lũ quét. Người bệnh được cơ quan chức năng tại địa phương tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên và bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Do tình trạng bệnh nặng, người bệnh được đưa xuống bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và điều trị. Dù trời nắng hay trời mưa, gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang như quân đội, công an, dân quân tự vệ mấy ngày qua vẫn mệt mài tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại làng nổ, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Hiện có 200 cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn 316 của quân khu 2 80 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Yên và lực lượng dân quân tự vệ tham gia tìm kiếm các nạn nhân của trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, huyện Bảo Yên, Lào Cai vào sáng ngày 10 tháng 9. Giữa cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ hỗ trợ nhau di chuyển chiếc quan tài đến nghĩa trang chôn cất lũ quét ập xuống vào dạng sáng ngày 10 tháng 9 với sức công phá kinh hoàng khiến cả ngôi làng bị cuốn trôi. Hiện trường chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Lực lượng chó nghiệp vụ cùng các huấn luyện viên trường trung cấp 24 biên phòng tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát. Đây là những chú chó tham gia tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trang Ba, sạt lở Trà Leng, Đoàn kinh tế quốc phòng 337 vào năm 2020 và động đất tại thổ nhĩ kỳ vào tháng 2 năm 2023. Lực lượng quân đội kết hợp với máy xúc tìm kiếm tại khu vực gần suối Vàng Cuồng, đây là nơi nhiều thi thể đã được tìm thấy. Sau quá trình tìm kiếm, các chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2 vội vã ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn, các chiến sĩ có khoảng 30 phút để nghỉ trưa sau những giờ làm việc căng thẳng. Khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 9, công tác tìm kiếm hàng chục người đang còn mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phải tạm dừng tới 7 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 9 mới tiếp tục trở lại do nguy cơ sạt lở từ trên núi Con Voi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Đến cuối giờ ngày 11 tháng 9, 34 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 61 người khác vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất tang thương hơn trong số 95 người chết và mất tích. Có tới 18 đứa trẻ dưới 6 tuổi và 14 em dưới 14 tuổi. Tết Trung Thu đang cận kề, những tưởng những đứa trẻ xóm núi nơi đây sẽ có một cái Tết Trung Thu vui vẻ như bao đứa trẻ cùng trăng lứa. Ai ngờ, tang thương lại ập đến. Có lẽ với người dân thôn làng nổ, đêm nay lại một đêm không ngủ khi những người thân của họ vẫn chưa được tìm thấy. Thảm họa ập đến khi những đứa trẻ còn đang say giấc ngủ, chưa kịp thức giấc để tới trường. Còn người lớn, phần đông chưa kịp ra đồng, đi nương. Những người già đang dậy nấu nướng bữa ăn sáng. Làng nủ nhỏ bé định cư lâu đời bên dòng suối nhỏ hiền hòa, dưới chân núi con voi, giờ lại phải hứng chịu một trận lũ đất kinh hoàng và tăng tốc. Làng nủ đang chìm trong đau thương, May mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng, nhưng anh Hoàng Văn Nhầm, sinh năm 1998, bị thương rất nặng. Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương chậu, không thể cử động được. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên anh hỏi là vợ và các con. Nhưng khi nhận được câu trả lời, nước mắt anh cứ ứa ra, chảy dài trên gò má, rồi anh bật khóc nức nở. Vợ và ba đứa con em chết hết cả rồi, giờ em biết sống sao đây? nhớ lại khoảnh khắc xảy ra trận sạt lở kinh hoàng anh nhầm kể lại lúc đó anh mới ngủ dậy thì nghe thấy tiếng nổ lớn nhìn lên phía núi con voi thì thấy một màu đỏ rực rồi đất đá cứ ầm ầm đổ xuống thôn anh nhầm khóc nấc lúc đó em liền hô to gọi vợ con cùng tháo chạy lên đồi sau nhà để thoát thân nhưng mới tới nửa đường thì bùn đất ập xuống thổi bay cả nhà em khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang nằm trong bệnh viện vợ con em thì mất hết rồi, chỉ còn có mình em thôi. Ông Hoàng Văn Diệp, trường thôn làng nổ, chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ quét khủng khiếp, vùi lấp hơn 30 nóc nhà, trong đó là những người thân, bạn bè, hàng xóm, cùng tối lửa tắt đèn có nhau. Ông Diệp nhớ lại, dạng sáng ngày 10 tháng 9 thì bắt đầu có mưa to, trước đó thì mưa từng đợt nhỏ, sau khi mưa to tầm 30 phút thì có lũ, nhưng cũng không to lắm, Ông Diệp cho biết, đến tầm gần 6 giờ, tôi nghe thấy có một tiếng nổ rất to, đất bung lên trời, anh em chúng tôi đứng ở xa, thấy bùn đất bay lên trên cao hàng trăm mét, rồi đổ ập xuống khu nhà các hộ dân. Vì điện và sóng điện thoại bị cắt hết, nên tôi trực tiếp huy động bà con tìm kiếm, cứu được khoảng hơn 10 người, đưa đi cấp cứu, số còn lại đều bị bùn đất vùi lấp. Theo người dân, phía trên thôn làng nủ là dãy núi con voi, do mưa lớn nước tích lại trên núi tạo thành một túi nước khổng lồ, sau đó sạt lở xảy ra lúc sáng sớm ngày 10 tháng 9, khiến túi nước cùng với đất bồn đổ xuống, vùi lấp hơn 30 nóc nhà. Đến thời điểm này, trên địa bàn thôn làng nổ vẫn đang có mưa và nguy cơ xảy ra lũ rất cao. Chính vì vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do cả vùng gần như là bị san phẳng, chỉ còn bùn, rác, nước lũ. Các phương tiện hỗ trợ chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện tại, các lực lượng quân đội công an tiếp tục được tăng cường vào địa bàn để tổ chức tìm kiếm, mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích. Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh để chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Quá trình tổ chức tìm kiếm cứu hộ sẽ do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo. Đã có khoảng 600 người, gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương, được điều động tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Trong đó, quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ chiến sĩ, công an là 200 cán bộ chiến sĩ. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết công tác tìm kiếm người mất tích sẽ còn khó khăn và kéo dài. Ông đề nghị phải xây dựng một đài quan sát có hệ thống cảng 5-6 cái xung quanh để báo động cho lực lượng tìm kiếm nhằm đảm bảo an toàn. Theo ông Trường, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nên cần thiết phải có đài quan sát. Nhiệm vụ của lực lượng tìm kiếm là rất quan trọng vì nhân dân nhưng phải đảm bảo an toàn. Quá trình tìm kiếm phải có tổng chỉ huy, không đi đơn lẻ để giữ liên lạc. Nếu không, khi có tình huống lại chủ quan.